như danh cha và con và thánh thần. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của Chúa Nhật thứ năm mùa thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-cô. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm xúc nằm trên giường Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy Bà liền khỏi cảm xúc và đi tiếp đại các ngài Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn Người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân Tất cả những người bị quỷ ám Và cả thành tụ họp trước cửa nhà Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa, và người đi rao giảng trong các hội đường trong khắp xứ Galilea và xua trừ ma quỷ. Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ, làm việc và tìm thấy ý nghĩa trong việc làm chính là chủ đề của các bài đọc lời Chúa trong Chúa Nhật năm thường niên hôm nay mà chúng ta vừa nghe. Tất cả ba bài đọc trong Thánh lễ hôm nay đều bàn đến những việc lao động nhọc nhằn trong cuộc sống chúng ta nơi dương thế cuộc sống này quả là vất vả ai nấy phải làm lụng từ sáng tới chiều quần quật hết ngày này sang ngày khác hết tháng nọ sang tháng kia để kiếm lấy miếng cơm manh áo người thì lao động chân tay người thì lao động trí óc nhưng tất cả mọi người đều phải làm việc vất vả làm để có cái mà ăn ăn để có sức mà làm làm ăn ăn làm như một cái vòng lẩn quẩn trói buộc con người cho tới khi con người làm không nổi ăn không vô thì cũng là lúc sắp xuôi tay chấm dứt một kiếp sống làm người trước kiếp sống đó những kẻ bi quan và những người lười biếng thì than thở như ông dốt trong bài đọc thứ nhất lao động nhọc nhằn là kiếp sống của con người trên mặt đất Ngày của họ giống như ngày của một kẻ làm công, như một người nô lệ. Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối và mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc. Khi người ta làm việc cực nhọc mà không hiểu được ý nghĩa và giá trị của việc mình làm, thì người ta dễ có thái độ bi quan như thế. Chính để giúp cho loài người thấy được ý nghĩa và giá trị của lao động mà Đức Giêsu đã sinh xuống trần gian mang lấy thân phận làm người lao động bài tin mừng hôm nay mô tả một ngày làm việc của chúa chúa vừa giảng dạy trong hội đường và cứu chữa một người bị quỷ ám xong vừa mới đi ra thì hay tin bà nhạc mẫu của phê đang bị sốt nặng người liền đến nơi cầm tay nâng bà dậy bà liền khỏi sốt liền sau đó có cả một đám đông tụ họp trước cửa nhà đó là những người đau đớn vì đủ thứ bệnh tật, Chúa lại cứu giúp họ mãi tới chiều tối, Chúa mới có chút ít giờ nghỉ ngơi. Người tìm một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Vừa tảng sáng hôm sau thì các môn đệ đi tìm người và cho hay dân chúng lại tấp nập tuôn đến xin người cứu chữa. Nhưng Chúa Giêsu đành phải từ chối mà nói: Chúng ta còn phải đi đến những làng, những thành phố khác để rao giảng tin mừng nữa. Đức Giêsu là con Thiên Chúa mà còn phải làm việc vất vả từ sáng đến tối, hết ngày này sang ngày khác. Không chỉ làm việc để lo cho bản thân người mà làm việc để cứu giúp người khác. Không phải chỉ lo cho phần xác người ta mà còn lo rao giảng để cứu giúp linh hồn người ta nữa qua tấm gương đó Đức Giêsu muốn cho chúng ta thấy ý nghĩa và giá trị của việc lao động lao động là bổn phận của mọi người lao động giúp ích cho bản thân và cho người khác lao động xin ích lợi cả phần xác lẫn phần hồn vì hiểu được như thế cho nên thánh phaolô đã hăng hái chu toàn những công việc chúa giao như chúng ta đã nghe trong bài đọc hai kết thư gửi tín hữu Cô-ri-tô là một tông đồ, công việc chính của Phaolô là rao giảng tin mừng. Ngài đã hăng hái làm trọn công việc đó. Thậm chí Phaolô còn nói, cũng cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Ngài còn nói thêm, giả như tôi tự ý đảm nhận công việc ấy thì tôi mới có công. Còn nếu tôi làm vì đó là nhiệm vụ thì tôi còn mong phần thưởng ở đâu nữa. Tôi đã nên mọi sự cho tất cả mọi người để làm cho mọi người được cứu rỗi, Thánh Phaolô đã hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của việc mình làm nên đã tự nguyện hăng hái làm việc không ngơi nghỉ. Anh chị em thân mến, làm việc không phải là gánh nặng mà là ý nghĩa của cuộc đời. Ngày xưa khi Chúa dựng nên con người rồi đặt họ vào trong vườn Địa đàng để họ canh tác và giữ vườn, Chính Đức Giêsu cũng làm việc bận rộn suốt ngày từ sáng tới tối. Việc làm của người là rao giảng tin mừng, chữa bệnh và trừ quỷ. Vậy trong thánh lễ này, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta ý thức được giá trị của việc làm và giúp chúng ta siêng năng làm việc theo gương Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng ta lười biếng không chịu làm việc, không biết thánh hóa những việc mình làm và tha thứ cho những việc làm sai trái của chúng ta. Đồng thời, chúng ta hãy dâng lên cho Chúa tất cả những công việc của mình, xin Chúa ban cho chúng ta sức khỏe thể xác và tinh thần để có thể đảm nhận những công việc ấy. Xin Ngài chúc lành cho việc làm của chúng ta, xin ra nhiều kết quả tốt đẹp để mưu cầu lợi ích cho bản thân và giúp ích cho những người khác. Và đặc biệt Xin Chúa giúp chúng ta biết dành ra một phần thời giờ, một phần sức lực để làm việc mở mang nước Chúa nơi trần gian. Lao động là nhọc nhằn vất vả, nhưng lao động cũng là nguồn vui, là tiền đề cho cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và nhất là lao động tạo dịp cho chúng ta góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay cũng cho thấy bí quyết hoạt động của Chúa Giêsu đó là lúc nào Ngài cũng hướng tâm hồn về Thiên Chúa và sống kết hợp với Ngài. Thánh Má Cô ghi nhận, sáng sớm tinh sương, Chúa Giêsu đã dạy đi ra một nơi thanh vắng và cầu nguyện ở đó. Ước gì đó cũng là bí quyết hoạt động của chúng ta, cầu nguyện để được củng cố và chư toàn sứ mệnh được trao phó là mở rộng nước Chúa khắp cùng trái đất. Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cần cù làm việc từ sáng đến tối. Chúa làm việc không phải vì bản thân Chúa mà để cứu giúp mọi người. Chúng con xin dâng lên Chúa những việc làm vất vả hàng ngày của chúng con. Xin Chúa thánh hóa những việc làm ấy và cho chúng xin nhiều hoa quả tốt lành. Amen. <laughs>